Rồi, hello các bạn. Và clip này mình sẽ vẽ tranh màu nước. Mình sẽ vẽ hoàng hôn và mùa thu nha. Rồi, ok, mình sẽ bắt đầu vẽ. Rồi, ok, lúc mà nó khô hết thì nó sẽ như này. Vẽ bức tranh đơn giản.
nhưng mà nó đẹp. Rồi ok, nếu các bạn ấy hay và thích video hãy like và đăng ký cho mình nhé. Bye bye các bạn.